lakad matatag! Normally, normally. Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã đến với Game Moments. Thì tình hình đó là mình vừa làm xong cái nhiệm vụ của Mona, cái vụ dự thiết này nè. Thì nó cho mình, trong quá trình làm nhiệm vụ, nó cho mình một công thức nấu ăn. Thì vô tình mình đủ thành tựu 40-40. Đây, chỉ sức tồn 40 công thức nấu ăn. Còn cái này thì trước sau thì mình xong. Ok. Thì sẵn đây mình làm cái video giới thiệu cho các bạn một số cái vị trí mà có thể kiếm được công thức nấu ăn. Ok. Đầu tiên mình đang ở đây. Ở đây nè, đỉnh Hồng Phong này. Nói chuyện với con mén này nè. Nó sẽ cho bạn một công thức nấu ăn nha. Trong quá trình nói chuyện các bạn có chọn tới, chọn lui, chọn trên, chọn dưới, chọn đại, chọn tới thì nó sẽ báo được công thức nấu ăn cho các bạn. Rồi, vị trí thứ hai, các bạn về Monstat đi. Gặp một bé phục vụ. Monstat nhé các bạn, ở đây, đến đây. Có cái biểu, có cái symbol muỗng cái nĩa nè. Đây đây. Các bạn có thể mua. Lưu ý đây là các bạn có mua cái này tùy theo level, các bạn có thể mua được cái công thức đó nhé. Ví dụ như đây đi, các bạn 40 AR các bạn mua được. Cái này 35, cái này có thể 30. Mấy cái này mình không nhớ nữa. Nhưng nói chung cái này là 40 nè. Thì do đó các bạn maximum thì các bạn phải đặt 40 AR ít nhất. Ok. Vị thứ hai tương tự, các bạn về cảng Li Yu cũng gặp cái biểu tượng muỗng nĩa đó, như là thầy Mao các bạn. Thầy Mao này là ông già của xuyên. Thẳng hướng luôn. Thầy Mao đây, cái biểu tượng muỗng với lại cái nĩa. Ở đây. Tương tự các bạn có mua thôi. Cái này cũng đạt được 40 nha các bạn. 40, 35, 30. Các bạn mình mua thôi. Rồi, một tấm nữa nha. Tiếp theo, chúng ta tới vị trí này trên bản đồ này. Dấu chấm than đã sẵn rồi nè. Dừng hết cỡ đi. Dấu chấm than nằm ngay đây nha. Rồi, chạy bộ. Chạy bộ cho nó khỏe. Tập thể dục. Tương truyền là chạy bộ nhiều, sau này thể lực nó dài lên nha các bạn. Truyền thuyết kể. Chạy nhiều leo nhiều là thể lực từ từ nó dài ra. Xong cái này rồi thì mình rảnh mình sẽ chỉ cho các bạn số cái video mà về thu tập cua cá đi. Mình thấy các bạn đau đầu mấy con cua lắm. Mình có một chỗ cua thơm lắm, 3 phút 20 con. Tại vì rất nhiều công thức liên quan đến cua, một cua bắt định mệnh mà làm một món ăn 4 con cua. Các bạn nói chuyện với Gui nhé. Bản đồ đây, coi lại. Ngay đây. Các bạn nói chuyện với Gui này, cho 1 công thức nữa. Nói chuyện với cho hay là bán gì, hình như mua sao. Đây, đúng rồi, mua là được. Hai người. Rồi, vị trí tiếp theo, đi mua tiếp nha. Các bạn lên kinh sách trang. Đây, kinh sách trang ở đây. 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 Ok. Vị trí đến đây, tới chỗ chấm thang. Rồi, các bạn tới dấu chấm thang nha. Quay đít lại và bay. Đây mua luôn hai công thức, hai cái. Rồi thêm hai cái nữa nhé. Tiếp theo, cái này thì yêu cầu phải làm nhiệm vụ mới có cái tấm thẻ này nè các bạn. Mình gửi là food web nè, tìm địa chỉ đến đây.
vụ là cho luôn. Bạn tới gần tự động có dấu chấm than nó hiện lên, dấu chấm than màu xanh. Rồi tới lại vụ xong là cho thôi. Nổi lửa lên nào. Chủ vui nha các bạn, gặp này nói chuyện làm nhiệm vụ xong cho rồi thì video đến đây thôi. Nói chung là khi các bạn làm xong những cái này rồi á thì các bạn sẽ có khoảng tầm 38/40 nha. Bạn mua hết là nhiệm vụ này rồi, sau đó các bạn sẽ làm nhiệm vụ trực tiếp nè. Trong cái nhiệm vụ trực tiếp này sẽ có hai cái, hình như là một mình nhớ là một thằng thứ hai với lại một con Mona mới làm nữa, là các bạn sẽ có đủ 40 rồi. Thì nếu các bạn cảm thấy video này có ích cho các bạn thì mình xin các bạn một like, một sub hay comment gì đó nha, để ủng hộ mình cho những video tiếp theo sau này. Thì video sắp tiếp theo chắc là mình giới thiệu bạn một số chỗ bắt cua bắt cá cho nó nhiều. Rồi chúc bạn sớm được đạt được thành tựu 40/40 nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến Game Moments. Thank you and see you later.